mà quý vị giảng sư luôn luôn quên mình thức đêm, thậm chí quý ngài quên ăn mất ngủ, phụng sự Phật pháp không biết mỏi mệt, xưng danh là hàng thất tự thiền môn. Để hết lòng tri ân và báo ơn kế thừa màn mạch của Như Lai, ngoài ra mỗi tuần quý chư tăng thiền đức còn ban bổ cho chúng con những pháp đàm vi diệu để phá tan những tâm hồn si mê tâm tội từ lâu đã đắm chìm trong bể khổ. Ôi lời thuyết pháp hùng hồn cảm tình, đồ chúng sanh dứt bệnh hôn trầm, quý thay diệu pháp thầm thâm, chúng con hết già thành tâm phụng thờ kính bạch chư tôn đức. Cùng chính những lời pháp thoại ấy mà chúng con đã được thức liền thân tâm, các bớt trần duyên đoàn lìa từng phần tham sân si ngũ dục, để quay về với chính mình thật là màu nhiệm, thật là vững chãi, thật là thành thơi an lạc, hạnh phúc vô cùng mà gần cả đời chúng con chưa từng có được. Âm vang trong niệm Phật như còn phản phất đâu đây, khiến cho lòng chúng con quên hết ưu phiền thế sự, an nhiên trong cõi đi về. Bước đi trong cõi ta bà, vô ưu ta hát bài cả vô thường. Ngày hôm nay được thọ dùng những thành quả tuyệt vời kể trên, chúng con không biết nói gì hơn, xin thành tâm cúi đầu đặt lễ công đức vô lượng của chư tôn thiền đức, và để đền đáp một phần nào thâm ân sâu dày của quý ngài, chúng con xin y giáo phụng hành và nguyện tiếp tục thừa hành công việc mà quý ngài đã giao phó và chỉ dạy cho chúng con. Chúng con nguyện thường tinh tấn hằng nhẫn nhục và bất thối chuyển để không được chỉ một chút lời kính bạch chư tôn đức. Chẳng biết trong chê miền tình đồ là người một kiếp cũng như không, trong mùa vô lan bảo hiếu này, chúng con kính chúc mừng chư tôn thiền đức tăng thêm tuổi đạo. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni, pháp thể thiên an chúng sanh dị đồ, dõi theo quán chân Phật theo từng bước đi, đầy hỷ lạc nơi vườn sông đào vĩnh hằng. Đồng thời kính chúc quý vị thiền nam tín nữ Phật tử, quý vị óc và MC khắp năm châu sớm thành từ đạo nghiệp và hưởng được mùa vô lan bảo hiểu an lành trong tập niệm kính bạch chư tôn thiền đức. Hạnh phúc thay chư Phật giảng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tử chủng đồng tu, và phần hạnh phúc thay cho các thiền nam tín nữ Phật tử đạo tràng sinh hoạt Phật pháp nhiệm màu. Chúng con hôm nay được sự quan tâm chứng minh của chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni, sự hiện diện của quý ngài là một điều khích lệ cho đức Phật pháp nhiệm màu chúng con mang tiến đến con đường tạo dựng đạo tràng ngài tiêu học an vui hạnh phúc. Và cũng không nên thành kính tri ân đến quý vị Phật tử kẻ đâu người của đóng góp công đức cho buổi lễ ngày hôm nay, và quý vị đã đem đến sự an lạc cho hạnh phúc ngày hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng kiếp tồn. Kính mặt quý ngài, mặc dù chúng con đã cố gắng hết sức trong lúc tinh minh chưa đem thiền đức tăng một cách trang nghiêm, nhưng cũng không sao tránh khỏi những khuyết điểm. Người mong quý ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con được khi chưa đem thiền đức hồi quy phòng khách dùng nước giả lao cho thời pháp đàm họp mặt chia sẻ kinh nghiệm tu học. Chúng con thành tâm kính chúc quý ngài vô lượng phước điền tử tài điều hòa thân tâm thường an lạc, mời Phật sự được viên thành chúng sanh về đồ, và chúng con kính đầu thành đảnh lễ sám tà chư tôn thiền đức tam bái nhớ tất chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni tam bái nguyện.
về đạo tràng chùa Linh Châu hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Hoa Tâm, Đại Đức Thích Kỳ Tiên với nick name Hoa Tâm. Hôm nay đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, chúng con cũng đã về tham dự buổi hôm nay. Và chúng con xin cung kính giới thiệu sư Cửu Quán, cũng đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con về tham dự hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Và chúng con xin cung kính giới thiệu thầy Pháp Bình cũng đã trở về với đạo tràng chúng con, cùng mọi người chúng con xin cung kính giới thiệu. Đến tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con thấy có sự hiện diện của một Việt Nam ngày xưa rất là tên ấn tượng, đó là thầy Thích Chân Tịnh. Và bây giờ thầy được đến là Ấn Chiêu Đồng, xin thầy cung kính giới thiệu. Cũng đã đáp lời đến mời bay từ Đà Lạt, thành phố Ngàn Hoa trở về. Cũng tham dự buổi lễ hôm nay, có được mấy người chi kỷ. Thích nữa đây ý với cái tên Thu Vân. Sinh hoạt giao lưu cùng sư công đức cũng như sư chị nam tín nữ phật tử. Ngày nay chúng con xin thành tâm đây đầu bái thỉnh thượng tọa pháp tiên cho chúng con những lời đầu tiên trong buổi giao lưu hôm nay. A Di Đà Phật, chúng con xin cung kính thượng tọa. Con hiện thực tâm rất thưa toàn thể quý vị giảng sư ở MC và qua thì anh cũng biết là có thầy đồng chí và tất cả các cô hiện đang chuẩn bị ở hải ngoại, các năm châu trong nước. Và ngày hôm nay chúng tôi nhìn thấy các vị ẩn sư đã trở về để làm lễ ngày hôm nay có nước và cuộc sự yên tĩnh của bác, cũng như các vị ở hải ngoại và sự đóng góp của toàn thể quý đại diện ở năm nước năm châu trở về bàn mà thiết lễ trai tăng cúng dường đến chư tôn thiền đức cầu cho cha mẹ được kính thưa toàn thể quý đại diện. Chúng tôi thay mặt chư tăng và cũng như các vị nhân sư ở trong đoàn cũng về tham dự, không biết nói gì hơn, nguyện cầu năm báo chư thiên long thần hộ pháp hộ trì cho chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni các vị tốt MC ở trong nước cũng như năm châu, vì chúng ta cùng với nhau trợ duyên cho nhau trên bước đường diễn dương giáo pháp của chư tôn. Những ngày là tổ chức tại chùa Linh Châu, đường Nguyễn Văn Đầu, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, nhà sư đến đây đã tham dự để thấy rất là long trọng và rất là quý giá, trong khi là nhà sư ở từ Nghệ An vào đây. Và kính thưa quý vị, trước hết là xin tri ân ngài Thích đồng chí chủ trì trong Phật pháp thường nào là có chiếu cố các vấn đề nhà quý vị ở trong nước. Như vậy chính là nhờ ngài Thích đồng chí và tư phật tử ở từ Lương Xa đã chi thức giúp cho phật tử trong nước. Như vậy hôm nay là tổ chức ngày đại vô lan rất là chú đáo và cái sự hiện diện của hòa thượng chủ trì đó là lời cầu chúc của nhà sư. Nhà sư
đó hòa thượng thượng tọa là cao lắm. À, ngày xưa có cái đại đức thôi, tôi phải tôn cao lên. Thượng tọa là thất thi, anh bà thành tiền đồ một đức. Ta đi con Việt Nam này từ ra nhiều trăm năm ta. Ta đi Việt Nam này từ tiền nam không trong hơn một năm tiền nam. Thưa quý vị, hôm nay buổi giao lưu chúng tôi thấy sự xuất hiện của sư Pháp Trí từ Quảng Nam Đà Nẵng vào, của sư Hồ Kính từ Long Lê, sư Ngũ từ Nha Trang vào, và sư Nhất Tạo từ Nha Trang vào, và quý vị tôn đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy trong tổ chức này dù đi tiên không được đó, nhưng mà trong đó là cái tấm lòng rất là tận tình của ban tổ chức đối với các chúng tôi trong này, thì điều mà tôi muốn nói là sự tận nhất của trong công chúng ta thì mời chúng ta là ba thể pháp Bắc Tông, Nam Tông và Thất Chỉ. Nó tồn tại trong tôn giáo Việt Nam và hiện nay chúng tôi đã thấy sự hiện diện của ba thiền phái rất là đầy đủ. Đó. Thưa các bà mẹ, khi tôi quyết định thì sư Pháp Trí đã nhìn tới một lễ như thế này, là nói đến đánh giá về tình hình kiến thức là năm nay đạt được cuối cùng, là vì cái khâu tổ chức và cái khâu kiến đó và cái khâu của các bạn hoàn toàn hiện. Cái điều này chúng tôi rất là tán dương công đức của ban điều hành ban tổ chức. Điều thứ hai là các vị chủ trì đã tôi luôn sống ở đây, đi là không gian nó chặt hẹp nhưng mà tấm lòng rất là không chặt hẹp, rất là rộng rãi. Đây là một sự đạt yêu cầu được trong các việc mấy năm trước cũng có thành phần tốt chứ không phải là không có, nhưng mà tùy theo lúc thì theo không gian. Giờ này thì xin được bắt bằng các công việc thật sự, cho nên ông xin phép từ tôi thì cũng đang các vị quan vị ở lại là những chia sẻ với đạo tràng, và cũng xin nha chân thành cảm ơn tất cả thầy Pháp Trí và tất cả các vị ở bên xin các vị thầy Pháp Trí thức ở hải ngoại Nam Châu. Là một lần nữa chúc chúc quý vị được nhiều an vui hạnh phúc, hưởng trong một mùa vô lan báo hiếm, được cha mẹ được mang sư phốt, và trong chư tôn thì cũng đang các vị có tăng thêm một tuổi đạo và được chuẩn bị trở lại để vu lan. Còn riêng của Nam Triều thì chúng ta còn tới tháng 9, tức là ngày 16/9 mới ra hạn tổ chức chùa Tân Bảo Đà Nẵng. Thì vào ngày 14/11, tức là 9/10 là buổi lễ ta đi ná do quốc Thái Lan, còn gia Thái Lan cũng nhiều, do đó mà nhân dịp chư tôn thì chúng ta các vị nhân sư cũng như tất cả các vị phật tử ở đất nước thành phố Hồ Chí Minh cũng như Nam Châu, quý vị nào có về Việt Nam xin thân thành được mời đến chùa Tam Bảo qua các vị nhân sư thành phố Đà Nẵng. Xin hỏi đối với tất cả quý vị con chúng tôi
sang dù để em vui. Một điều siêu cực tích cực nói lên tại nơi đây thành kính tri ân đến các vị bác điều hành đã tổ chức một cuộc lễ long trọng này. Đây là một điều rất là quan trọng khi cho siêu cực đến nhận tiền đó tổng và kính chúc chư tôn đức giảng sư cầu mong các ngài luôn và bản thảo một ngọn đèn trí tuệ dần dắt chư tôn đức khóc vòng tầm đức của sự vui hồi nam mô sư thích ca mâu ni phật. À, xin kính lời xin mọi vị yêu đó là nghe con rất là xúc động và cảm ơn rất là nhiều sự tâm chân tình của tất cả quý vị và người tổ chức các anh em đồng tu đồng học đã tổ chức để cho tất cả chúng con có được cơ hội học tập với nhau, chia sẻ với nhau những lời tâm tình. Đầu tiên kính chúc cho toàn thể quý vị tâm chung công đức và cũng như kính chúc cho ông bà cha mẹ tổ tiên nam nữ ở trong gia đình của tất cả quý vị trong mùa phương đa báo hiếu đường vô lượng an lạc, đường vô lượng phước lành, và đồng thời gửi gắm đến tất cả quý vị những lời chân tình tha thiết nhất cầu chương trình học tập mang lại những lợi ích cho tất cả mọi người trong đạo tràng văn thất phòng pháp hôm nay. Và buổi lễ hôm nay được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và thành tựu một cách viên mãn, đó là cũng nhờ sự tận tình giúp đỡ của đại đức trụ trì của Đức Châu, đó là thầy Dương Tâm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như để giúp cho chúng con trong các khâu về mặt đăng ký cũng như quá trình tổ chức, và đại đức Dương Tâm đã tạo thuận lợi cho chúng con hôm nay. Bây giờ này chúng con xin công kính giới thiệu cùng với đạo tràng Phật pháp Diệu Bầu, xin chúng con xin công thỉnh thầy cho chúng con những lời chia sẻ trong buổi gặp gỡ hôm nay. A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường phái Phật trên thượng tọa đồng ý cũng như toàn thể chư tôn hòa thượng trên thượng tọa đại đức tăng lục biến tiên trưởng quý ni sư, hôm nay là một cái niềm vinh hạnh lớn lao cho đạo tràng phụng tử chùa Đức Châu.